Đặng Văn Lâm, một thủ môn xuất sắc của đội chủ nhà và là một nửa sức mạnh của câu lạc bộ Hải Phòng, khi Văn Lâm thường xuyên có những pha cản phá xuất thần để cứu thua cho đội bóng đất cảng ở mùa giải năm nay. Như vậy là trọng tài Nguyễn Trung Kiên B đã cho trận đấu được bắt đầu. Ở hiệp thi đấu đầu tiên, đội chủ nhà câu lạc bộ Hải Phòng sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn nhỏ của quý vị và các bạn. Anthony Steven, pha cài người không thành công của Steven. Phan Văn Đức. Văn Đức là một cầu thủ có thể hình nhỏ con, tuy nhiên ẩn sâu trong vẻ bề ngoài nhỏ bé đó là một sức mạnh phi thường, một khả năng chọn vị trí rất tốt và có những pha dứt điểm lạnh lùng, xuất mạnh. Phan Văn Đức. Khắc Ngọc. Ném biên dành cho Sông Lam Nghệ An. Và bây giờ thì Nam Định đã vươn lên vị trí thứ 12. Và quả người rất hay của Phan Văn Đức. Olaha. Kịp không? Tốc độ của Olaha đã không thể theo kịp đường bóng vừa rồi. Động tác lấy bóng rất gọn gàng của Phan Văn Đức. Và người vừa có pha vào bóng để không thể ngăn chặn Phan Văn Đức là Doãn Ngọc Tân. Phan Văn Đức. Khắc Ngọc. Sút xa. Cú sút rất căng của Hồ Khắc Ngọc. Đã có lỗi việt vị của Phan Văn Đức. Một lỗi việt vị tương đối rõ ràng. Đây là phút thi đấu thứ 25 và tỷ số vẫn đang là không đều trên sân vận động Lạch Tray. Đợt phản công dành cho Sông Lam Nghệ An, Michael Olaha. Phan Văn Đức mở bóng sang cánh phải, rất trống trải, vẫn đang là Văn Đức. Đường chọc khe của Văn Đức rất nguy hiểm. Tỷ số được mở dành cho Sông Lam Nghệ An. Người ghi bàn là Hồ Phúc Tịnh. Tuy nhiên trước đó phải kể đến được chọc khe rất tốt của Phan Văn Đức. Rất bất ngờ đội khách mới là người vượt lên dẫn trước. Người lập công là Hồ Phúc Tịnh. Một pha phản công rất sắc nét của Sông Lam Nghệ An. Michael Olaha chuyển cánh rất thoáng sang bên phía cánh phải cho Phan Văn Đức. Và có lẽ huấn luyện viên Park Hang-seo đang rất hài lòng với màn trình diễn của cậu học trò Phan Văn Đức. Không trực tiếp ghi bàn nhưng Phan Văn Đức là người kiến tạo để cho Hồ Phúc Tịnh lập công. Phan Văn Đức ở mùa giải năm nay là một cầu thủ đóng góp rất nhiều vào lối chơi của Sông Lam Nghệ An. Cú dứt điểm của Hồ Phúc Tịnh là khá hiểm hóc. Lực đi không mạnh nhưng đúng vào góc chết và Đặng Văn Lâm đã phải hoàn toàn bó tay. Đây là bàn thua thứ 15 của Đặng Văn Lâm ở mùa giải năm nay. Và bây giờ họ đang có một lợi thế dẫn bàn và có một tâm lý thi đấu khá thoải mái. Phan Văn Đức đã bị phạm lỗi, vừa rồi là pha vào bóng rất nguy hiểm của Đình Bảo. Và một thẻ vàng dành cho cầu thủ này là hoàn toàn chính xác. Một pha phạm lỗi khá thô của Đình Bảo. Cao chân và vào bóng thẳng người với Phan Văn Đức. Có lẽ sau khi phải nhận bàn thua, Đình Bảo đã không thể giữ được bình tĩnh. Rõ ràng Phan Văn Đức là một cái tên, là một cầu thủ rất nguy hiểm. Vẫn đang là Olaha. Rất khó lấy bóng trong chân của tiền đạo này. Vừa rồi lại là một pha thoát xuống của Phan Văn Đức. Trọng tài xác định Phan Văn Đức đã ở vào tư thế việt vị. Và sau tình huống tranh chấp vừa rồi thì Olaha đã bị đau. Hiệp 1 không còn nhiều thời gian. Đây đã là phút thứ 43. Chúng ta vừa xem lại đường chọc khe tuyệt vời của Phan Văn Đức cho Hồ Phúc Tịnh. Một pha vào bóng rất quyết liệt của một cầu thủ Sông Lam Nghệ An.
đường mở bóng lên phía trên cho Phan Văn Đức, rất kỹ thuật. Sẽ có một quả ném biên dành cho Sông Lam Nghệ An. Pha ném biên nhanh, đây là Phan Văn Đức, cơ hội dành cho Sông Lam Nghệ An. Bóng không đến được vị trí của Ola Hà. Trước đó Phan Văn Đức đã có một pha giật gót rất hay, không với được bóng nhưng Phan Văn Đức đã có một pha đánh gót lại cho đồng đội. Và sau đó Xuân Mạnh đã có pha ném biên rất nhanh cho Văn Đức. Cầu thủ này căng ngang vào trong cho Ola Hà. Tuy nhiên rất may một cầu thủ của Hải Phòng đã can thiệp kịp thời. Và bây giờ sẽ có một quả ném biên dành cho Sông Lam Nghệ An. Những pha xử lý của Văn Đức thường rất hợp lý và gọn gàng. Đánh đâu? Dứt điểm, không vào. Pha phản xạ tuyệt vời của Văn Lâm. Tỷ số là 2-0 rồi. Không phải như vậy là trọng tài, trọng tài đã chỉ tay vào chấm giao bóng giữa sân. Bàn thắng đã được tính dành cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Rất bất ngờ, Văn Lâm chỉ có thể phản xạ kịp thời sau pha đánh đầu rất nguy hiểm của Phan Văn Đức. Chúng ta cùng chờ xem lại pha quay chậm. Và có lẽ bàn thắng vừa rồi được tính cho Michael Olaha. Phút thứ 58 của trận đấu và tỷ số là 2-0. Hồ Phúc Tịnh đã có pha dứt điểm rất nguy hiểm và Olaha rất nhanh chân. Michael Olaha là người chạm bóng cuối cùng. Phan Văn Lâm chỉ có thể cản phá pha dứt điểm của Hồ Phúc Tịnh. Được các chân sút của Hải Phòng tạo ra. Diego Fagan vẫn là những pha phòng ngự rất kín kẽ của Sông Lam Nghệ An. Phan Văn Đức. Đường truyền dành cho Phan Văn Đức rất hợp lý. Sai lầm của hàng thủ Hải Phòng. 3-0. Người lập công là Phan Văn Đức. Bàn thắng thứ 8 của Văn Đức ở mùa giải năm nay. Sẽ là hoàn hảo nếu như Văn Đức ghi bàn trong trận đấu ngày hôm nay. Và tiền vệ mang áo số 20 của Sông Lam Nghệ An đã hoàn thành điều đó. Phút thứ 69 và tỷ số là 3-0 dành cho Sông Lam Nghệ An. Vừa rồi sai lầm đã thuộc về Trịnh Văn Lợi. Một trận đấu rất hay của Sông Lam Nghệ An. Một chiến thuật hợp lý. Và với những cá nhân xuất sắc biết tận dụng chớp thời cơ thì chiến thắng dành cho đội bóng xứ Nghệ là điều hoàn toàn hợp lý. Lúc này tỷ số đã được nâng lên 3-0. Và với sự hiện diện của huấn luyện viên Park Hang-seo trên khán đài, rõ ràng Phan Văn Đức đã ghi điểm trong mắt vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Một đường kiến tạo cho đồng đội lập công và bây giờ là trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Sai lầm của Trịnh Văn Lợi. Và nhiệm vụ sau đó của Phan Văn Đức là hoàn toàn dễ dàng với những gì mà cầu thủ này sở hữu. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Phan Văn Đức là pha lập công thứ 8 của tiền vệ này ở mùa giải năm nay. Vẫn chưa thể có những pha phối hợp sắc nét của các cầu thủ Hải Phòng. Stephen, tỷ số được rút ngắn xuống 1-3. Chúng tôi vừa nói xong thì Diego Fagan đã có một đường truyền dành cho Stephen. Sẽ toang hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An và tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3. Bàn thua đầu tiên của Phan Đình Vũ Hải trong trận đấu ngày hôm nay. Với pha lập công vừa rồi thì Stephen đã có bàn thắng thứ 4. Lại là sự phối hợp đến từ hai tiền đạo Diego Fagan và Anthony Stephen. Đây là phút thi đấu thứ 82. Một pha ra chân rất nhanh của Stephen đã đánh bại Phan Đình Vũ Hải. Trong tình huống vừa rồi, Văn Khánh đã không thể theo kèm được Stephen. Hàng thủ của Sông Lam Nghệ An đang có dấu hiệu chột choạc. Vẫn đang là các cầu thủ Hải Phòng. Dứt điểm 3-2. Như vậy là đã có bàn rút ngắn thứ hai của các cầu thủ Hải Phòng. Rất bất ngờ. Pha lập công của Lê Phạm Thành Long. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3. Những diễn biến hết sức bất ngờ trên sân là chạy. Và lợi thế lúc này của Sông Lam Nghệ An chỉ còn lại là một bàn mà thôi.
Lê Phạm Thành Long với một cú dứt điểm đẹp mắt. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bóng đi tương đối gần Phan Đình Vũ Hải, tuy nhiên thủ môn của Sông Lam Nghệ An đã bị đánh bại. Quảng Nam và Hoàng Anh Gia Lai cũng hòa nhau với tỷ số 2 đều. Rất nguy hiểm, không vào, không có bàn thắng thứ 3 dành cho Hải Phòng. Suýt chút nữa thì Sông Lam Nghệ An đã phải đón nhận bàn thua thứ 3. Nỗ lực pha bóng vừa rồi là của Phan Đình Vũ Hải. Phút bù giờ cuối cùng và toàn bộ hàng thủ của Sông Lam Nghệ An đang thi đấu hết sức tập trung. Thủ môn Đặng Văn Lâm cũng lên tham gia tấn công. Rất nguy hiểm, một pha đá phạt góc thẳng về phía khung thành của thủ môn Phan Đình Vũ Hải. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha đá phạt góc của Anh Hùng. Rất đáng tiếc là bóng không chạm đầu của một cầu thủ Hải Phòng trong tình huống vừa rồi. Chỉ còn khoảng 20 giây nữa là trận đấu sẽ kết thúc. Sóng gió đã trôi qua đi trước khung thành của thủ môn Phan Đình Vũ Hải. Đúng lúc này trọng tài Nguyễn Trung Kiên B đã nổi tiếng còi kết thúc trận đấu. Một trận đấu rất cảm xúc tại Lè Chay. Và đội chủ nhà Hải Phòng đã để cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng với tỷ số 3-2. 3 bàn thắng của Sông Lam Nghệ An ghi trong trận đấu này do công của Hồ Phúc Tịnh, Ola Hà và Phan Văn Đức. Trong những phút cuối,